Chỉ có 9k có cơ hội thử vận may mua được nick Liên Quân VIP khủng tại random uy tín.com. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel mình. Mình là Kiểu Mình Lên, chúc anh em có một ngày mới học tập và làm việc thật là vui vẻ nha. Cho hôm nay mình sẽ dành đến các anh em một clip về vui thôi. Ở đây là mình có mua một con điện thoại. Hôm nay mình sẽ làm một món quà tặng cho vợ mình. Trong hồi sáng giờ mình cũng tự mình đi mua, giấu vợ mình đi mua điện thoại này để về tặng cho vợ mình và làm một món quà bất ngờ đó anh em. Không biết vợ mình sẽ như thế nào khi thấy món quà này. Rồi anh em cùng theo cho mình đến với clip này nha. Mình cũng mới đi mua về thôi, bây giờ mình sẽ vào nhà và tặng món quà này cho vợ mình nha anh em. Ê, làm gì vậy? Làm clip gì vậy? Gì đó. Làm clip quay người đẹp. À. Bấm nhẹ, có nhẹ. Con nhiều anh lên đây. Vâng. Nói chung là hôm nay anh có món quà này muốn tặng cho em mà. Đây. Đơ. Tặng chụp liền vậy. Tặng em mà tất cả. Ai thích không? Từ từ cô nha. Nhưng mà téo ấy. Đánh tận à? À từ từ cô đặt đây nói chuyện trước rồi. Không rồi. Thế sao? Nói chung sáng anh cũng giấu em và chạy lên tiệm thoại mua. Tương đi uống cẩu rồi chứ. Không phải. Cô đéo cho con miếng rồi. Còn nhìn từ từ nói chuyện trước rồi anh cho coi điện thoại đó cũng là của em rồi. Điện thoại này là của em, rồi. Nói chuyện vậy. Chuyện thì anh xin lỗi những lần mà anh trôi em bị xong đúng không? Chảy ra nước mắt á. Thế sao? Nói chung thấy mỗi lần em khóc, nói chung hôm nay anh cũng muốn làm món quà bất ngờ để tặng cho vợ của mình. Gì gì mà mất 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 gì gì. Bắt buộc em chiếc nghe anh. Ờ. Cứ mình siêu phi. Đẻ luôn á. Nói chung là điện thoại này con gái rất thích chụp hình sống ảo mà. Máu kích luôn, còn hộp luôn. Chứ sao, còn riêng, còn gió, còn đồ luôn đây mà. Tờ, tiền nào cũng là của em mà. Anh chưa nói hết những gì trong lòng anh. Có gì xin lỗi, nó đến đại để coi à. Vả thiệt. Anh ơi à, anh tặng món quà này mang những chuyện mà anh cho em quá đáng làm cho em. Bao quay hết, em bao quay hết. Bao hết cho nè. Em có điện thoại rồi, em bao quay hết đó. Nhìn dễ thương anh ta thao khui điện thoại để khui ra. Đây anh em, con khách mà vợ mình khui cái điện thoại này ra nha anh em. Tinh. Chủ cứng như vậy. Thế sao không khỏi máu mà phải cứng rồi chứ. Mong cái chú sở linh gồng. Gì vậy? Đây. Điện thoại đâu? Đây nè. Đây anh tặng em này. Dạy điện thoại đâu? Đây. Mà xin lỗi không rồi giờ rồi. Đây anh tặng em chia Oppo X7 mới ra đó. Cái hàng 8 triệu đi em. Bám bồng em không lên nguồn luôn á. Oppo X9 cho nhầm. Không lên nguồn. Thôi mua tiệm ra mất kích mà không lên nguồn. Cái hộp này là anh mua 20. Còn điện thoại đó anh mua 7 triệu mấy á. Dạy anh đây. Đây, nguyên hộp đây, điện thoại đây. Trời ơi, đây đem báo cho nó đàng hoàng. Cái đây vậy? Đây. Ý xì luôn không? Đây điện thoại hư của ai mà không rè này. Sao không rè, bật nguồn lên. Bật nguồn được. Sao không được. Anh với sao anh mua cái điện thoại hộp với cái áo em luôn á. Không. Cái mèo ý xì luôn không? Không nha. Buổi mua tặng không? Thì đó, thì món quà thì hộp sao thì quà vậy chứ tự nhiên muốn tặng sao thì anh mua tặng em điện thoại này. Điện thoại có buổi kinh này, mau thiệt máu đây. Máu vậy? Đấy thì thiệt máu đó. Mà có cái điện thoại đây. Chứ sao? Thôi mọi người. Anh có rồi em, nhờ có tặng điện thoại cho người ta không? Không có. Lục thử, lục hết thôi, có không? Không có ai nào. Thì giờ vô cho anh thử, vô trong thử có không?
nhớ nào. Đấy, cậu chạp chạp mấy đinh luôn này. Lấy cái này này kèm vô đi thử hộp ông là đúng đó. Nếu không hộp là anh mua cho em điện thoại thật, còn hộp là dược khí không? À dưa. Dạ. Dược dược khí là điện thoại đó đâu. Không phải rồi. Không phải rồi. Rồi mới nữa đó, điện thoại đó chứ điện thoại nào? Thoại máu đau. Ủa đau. Thì đó. Nhờ tiền không? Thì đây nè, thì điện thoại đây nè, chào không? Không không? Rồi hổng gì thì cái điện thoại đây mà tận nhiên không? Thì đây. Ê. Thì gọi đó, tao không? Trời ơi, vậy đó. Tự nhiên, thì anh tặng em thôi, Oppo nè, hộp Oppo nè. Đây, đây, này, đây. Chứ sao tao không? Tiền gọi không? Thì đây nè, anh tặng em điện thoại nè, Oppo đây. Nguyên bộ nè, tặng đi. Nguyên bộ đeo bỏ quần. Hả? Hả, nó giỡn á, đây. Điện thoại có đây. Có điện thoại đây. Có đây, lên bàn hồng anh đưa. Cắm hộp lên. Chụp mấy điện thoại mà chỉ mừng nhí nhí như vậy. Không khép lệnh của con gái giả tạo anh em ơi. Đây. Đấy. Thiệt đi. Kìa cái ai vậy? Dừng quá chứ má vô anh thử thử em làm gì. Ai ngờ em cũng cứ mít ướt, cứ chiều mít ướt cho hoài thôi. Cũng như thẳng đẹp. Màu đỏ em thích mà đúng không? Ừ. Hôm nay mua cho em úp lưng màu đen nha. Không. Úp lưng màu tím thì. Thay thay lục tim, lục tim ra em, lục tim ra. Lục tim đen. Đấy đấy đấy. Đờ. Từ từ bắp lưng, một mùa đi. Mùa ấy. Chưa hết mà là mùa có nào. Ai biết, anh người ta trí thì mặc mùa hầu giờ như điện thoại đấy. Oppo, quay quay đây cho mấy bạn xem đấy nè. Chụp. Chín chiêu, chín chiêu. Ta điện thoại máu xài đẻ. Điện thoại thôi, em ta hồ mà sóng áo chứ các. Chứ các hốc hốc bò nha. Dạo này mấy anh trai nó thích mấy con sóng áo lắm, sụt em thôi trúng rồi nha. Đẹp quá á. Sao? Thấy món quà này được không? Được, quá được luôn. Để cái theo lỗi cho mỗi lần anh cho món này giỡn chút vậy là le hơn liền à. The. Trời cái gì vậy? Đẹp quá á, không biết nó sai. Được. Chụp hình, chụp hình. Chụp máy vô chụp hình liền em ơi. Anh chưa cài về trên số độ sao em chụp được. Em chúng mình xong áo mà. Đấy là cô chụp. Đâu đâu. Không mụn luôn. Còn mụn ít à. Ê. Cài cho phép thôi. Cài. Chưa hỏi em thấy giờ mà đâu. Còn gái thôi cho máu đụng điện thoại là cái gì vậy? Chụp hình trước tiên hả anh em ơi. Yeah, cái điện thoại mới xài rồi. Sao cảm giác sao cảm xúc thế nào rồi quên đi quên đi đi thôi chú yêu. Cảm ơn anh nha. Ừ. Cảm ơn anh nha, tại bữa sau anh cho em nhiều nhiều lên là tặng cái nữa à. Được, bữa nào anh cho nặng nặng ra anh tặng cho em chiếc xe luôn được không? Ừ. Tặng xe ít hát nha. Nói chưa bà ơi cứ ngầu. À cứ trắng chân mà úp nó luôn nha. À bà ơi. Ba ốc lưng nha nha. À bỏ vô đi. Chú không dưa à. Không dưa. Người ta tặng ốc lưng mà không dưa. Không dưa à. Nè. Anh ba với mì. Ba cái gì? Tiền đâu anh mua rồi. Ừ. Tiền đâu anh mua rồi. Đi chú đi. Anh tiền đâu mua, anh đi trả góp cho em á. À. Thì có tiền đâu mua, trả góp cho em á. Thì mua trả góp thiệt à. À từ từ có tiền là anh trả lần lần cũng được không sao đó. Tàu dữ vậy. Tàu không đem trả ơi. Tàu vô. Tao không khỏi xài được rồi. Phải thiệt. Thank you. Thank you. Thank you. Chúc nó không mừng cãi. Giờ hung liền đi. Hung anh cái cho anh em thấy coi. Anh lì lắm. Cái nữa. Cái nữa. Em chụp hình rồi. Chụp anh chứ. Không, có chụp anh ơi. Tàu phải thiệt rồi. Đây cho con.
Nói chung là niềm vui của vợ mình cũng là niềm vui của mình đó anh em ơi. Nói chung là cảm giác bây giờ rất là hạnh phúc. Những cái mèn trôi mẹ lên trôi mình thì mình chỉ bao quẹ hết. À và mình chỉ biết anh lên trôi cái nào trôi nữa rồi có quẹ tiền nữa cũng được không sao. Nếu em muốn thì cứ nào cũng có đó. Thì có những mèn trôi dành cho em đặc khỏe. Không, vui vui thao cho khác tiền. Thôi cũng rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi cái clip mình tặng điện thoại cho vợ mình. Nếu thấy cái video này thú vị thì hãy đưa lại một like, một share và nhấn chữ đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nha. Rồi bye bye anh em nha. Dạ mọi người nó bấm thôi. Bấm điện thoại nha.